Thì thầy sẽ trao đổi cùng với các em một cái bài, đó là cái bài u phổi, nhưng mà chủ yếu đó là cái ung thư phổi và cái vấn đề chúng ta chẩn đoán và các cái phương pháp điều trị thì phù hợp cho cái đối tượng là trình độ của I6. Thì đầu tiên thì nói chung cái mục tiêu của cái bài này thì các em phải biết cách chẩn đoán được cái u phổi dựa trên các cái triệu chứng về lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, biết được việc phân loại cái giai đoạn của ung thư phổi và nắm được các cái phương pháp điều trị của ung thư phổi. Thì cũng lặp lại cái vấn đề là cái bệnh học của cái bài của I4. Thì trong cái bài giảng ngày hôm nay thì các cái những cái vấn đề về mặt đại cương, về vấn đề về triệu chứng lâm sàng, về cận lâm sàng hoặc là những cái vấn đề chẩn đoán này kia vân vân, thì có thể chúng ta sẽ không có đi sâu hơn, nhưng mà cũng cũng phải phải nhắc qua lại, và sau đó thì tập trung chủ yếu vào cái vấn đề là việc điều trị của cái ung thư phế quản phổi. Thì chúng ta đã biết rằng cái bệnh lý ung thư phế quản phổi thì nó gặp chủ yếu là ở nam giới, tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới so với nữ giới thì nam giới nó gấp 8 lần so với nữ giới, và tuổi mắc bệnh thì nằm trong cái lứa tuổi mà trung niên, khoảng 40 đến 70 tuổi. Tuy nhiên những năm gần đây thì cái lứa tuổi mà mắc bệnh mà trẻ tuổi cũng xuất hiện cũng khá là nhiều. Thì trong cái thực hành lâm sàng thì cũng gặp những cái trường hợp có những cái em mà trẻ tuổi cũng 18, 20 tuổi cũng mắc bệnh ung thư phổi. Phần lớn thì các bệnh nhân đến viện khi đã có những cái triệu chứng ho nhiều, ho ra máu, đau ngực vân vân, thì đã biểu hiện cái tình trạng bệnh đã muộn. Cũng có những cái trường hợp mà chẩn đoán sớm khi chúng ta tầm soát sức khỏe, chụp X-quang, phát hiện ra cái đám mờ ở trong cái nhu mô phổi, và chúng ta làm các cái xét nghiệm khác và chẩn đoán được ung thư phổi, thì khi đó vấn đề là điều trị nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là cao. Về cái nguyên nhân gây bệnh thì cái nguyên nhân gây bệnh ấy thì chúng ta tập trung vào những cái nguyên nhân, đó là những cái yếu tố nguy cơ do nghề nghiệp tiếp cận với lại những chất phóng xạ niken, chromium, amiant, và sống trong môi trường mà có nhiều cái 3,4-benzobenzene, hydrocarbon vòng, mà cụ thể là nó là các thành phố công nghiệp. Thì hiện nay ở nước ta thì có những cái khu công nghiệp, tất cả các cái tỉnh cũng đều có các khu công nghiệp, thì cái khả năng mà chúng ta thải ra các chất mà nó ảnh hưởng đến môi trường rất là lớn, thì nó sẽ là một trong những cái yếu tố mà có thể nó ảnh hưởng đến cái chỗ mà phân bố về cái bệnh tật, và nhất là những các loại ung thư, và trong đó ung thư phổi là một trong những cái loại ung thư mà thường gặp nhất. Về liên quan đến vấn đề thuốc lá thì người ta cũng thấy rằng những cái nghiên cứu cho thấy rằng là trong thuốc lá thì có chất là 3,4-benzo biren, thì và các công trình nghiên cứu người ta thấy là ung thư phổi thì khoảng 80 đến 90% bệnh nhân bị ung thư phổi đều liên quan đến cái yếu tố là có hút thuốc lá. Có hút thuốc lá thì thể là thuốc lá thụ động, có thể là thuốc lá chủ động vân vân. Về cái ung thư phổi so với lại cái cây phế quản, thì cái vị trí của nó nguyên thủy là bắt nguồn từ phế quản, và theo cái vị trí là phế quản trung tâm á, thì đó là các phế quản mà chúng ta biết là phế quản gốc, chính bên trái bên phải, các phế quản thùy, bên trái thì có phế quản thùy trên, phế quản thùy dưới, và bên phải thì có phế quản thùy trên, phế quản thùy giữa và phế quản thùy dưới. Rồi trong cái chỗ cái phế quản thì có cái phế quản trung gian, có phế quản bậc 3, bậc 4, bậc 5 của phế quản phân thùy, và ngoại vi là các phế quản từ bậc 6 đến các tiểu phế quản. Thì về mặt đại thể thì khối u phổi là một cái khối chất rắn từ 2 đến 10 cm đường kính, và bề mặt của ghề có nhiều mũi, mặt cắt ngang thì có màu trắng sáng. Về vi thể thì người ta chia ra làm cái hai cái loại chính của cái ung thư phế quản phổi, đó là ung thư phổi không phải tế bào nhỏ chiếm tỷ lệ 75%, và ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm tỷ lệ 20%. Ngoài ra thì có các cái ung thư
biểu mô hỗn hợp, các tuyến xuất phát từ phế quản hay các cái biểu mô khác, vân vân. Thì đối với ung thư phổi mà không phải tế bào nhỏ thì các cái tế bào mà thường gặp đó là các tế bào vảy, tế bào biểu mô tuyến, tế bào lớn không biệt hóa. Còn ung thư phổi mà tế bào nhỏ thì chủ yếu là nằm ở vùng trung tâm, tức là các cái phế quản, mà phế quản chính rồi phế quản thùy rồi vân vân, chỉ có 10% nằm ở ngoại vi. Và khi mà đối với loại ung thư này thì nó di căn theo cái đường bạch huyết và máu rất là sớm. Và những bệnh nhân bị ung thư phổi mà tế bào nhỏ khi đến viện để thăm khám thì thường là 70% của số lượng của bệnh nhân đã phát hiện được cái tình trạng mà ung thư phổi đã di căn. Về cái phân chia giai đoạn của ung thư phổi á, thì cho đến nay thì từ năm 2002 đến nay 2017 thì có rất là nhiều cái gọi là cái phân chia giai đoạn đã được chỉnh sửa, đã được mà tái bản của cái các cái hội ung thư học của quốc tế, hội ung thư học của Hoa Kỳ, vân vân. Thì một trong những cái bản mà phân chia giai đoạn theo TNM của UICC 2002 mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta thường hay áp dụng từ xưa đến bây giờ thì nó cũng dễ dàng cho vấn đề áp dụng trong cái quá trình thực hiện lâm sàng. Thì trong cái phân chia giai đoạn theo cái TNM, tức là T tức là u nguyên phát và N là hạch và M tức là di căn, thì có những cái đặc điểm như sau, chi tiết như sau. Thứ nhất là về u thì người ta chia làm TX, tức là phát hiện có tế bào ung thư trong dịch tiết phế quản nhưng không tìm thấy u trên phim X quang hay nội soi phế quản. Về cái TIX tức là ung thư xuất hiện tại chỗ, hoặc là T1 tức là những cái khối u mà nhỏ hơn bằng 3 cm đường kính nhưng mà chưa xâm lấn đến màng phổ tạng và phế quản thùy khi chúng ta tiến hành nội soi phế quản. T2 tức là những khối u mà trên 3 cm hoặc là những khối u có đường kính bất kỳ nhưng xâm lấn màng phổ tạng hoặc gây xẹp phổi hay viêm phổi tắc nghẽn, hoặc là do u xâm lấn tới các vùng của rốn phổi. Khi nội soi về phế quản thì u xâm lấn phế quản thùy hoặc cách carina trên 2 cm. T3 là u với mọi kích thước nhưng mà xâm lấn tới thành cơ hoành, màng phổi trung thất hay màng tim nhưng chưa xâm lấn tới tim, các mạch máu lớn khí quản, thực quản, thân sống, hoặc u ở cách phế quản hoặc u ở cái phế quản gốc nhưng mà cách carina là nhỏ hơn 2 cm, tuy nhiên chưa xâm lấn tới cái carina. Rồi T4 là u với mọi kích thước xâm lấn trung thất tim mạch máu lớn khí quản thực quản thân sống hoặc carina tràn dịch màng phổi ác tính, hai u có vệ tinh ở cùng một thùy. Như vậy trong cái T4 này mấy em phải lưu ý cái chỗ là u nó gây nên tràn dịch màng phổi ác tính hay u có vệ tinh ở cùng một thùy, người ta xếp vào cái T4. Thì một vài slide tới thì có cái phân loại lần tái bản lần thứ 6 hoặc phân loại tái bản lần thứ 7 vân vân, thứ 8 vân vân, thì cái yếu tố này người ta sẽ xếp vào qua một cái giai đoạn khác. Như vậy cái chỗ này thì chúng ta cũng phải lưu ý cái chỗ này để qua các cái phân loại tái bản khác thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách người ta sẽ phân loại. Về hạch vùng thì N0 là không có hạch vùng, N1 là di căn hạch cạnh phế quản thùy, hạch rốn phổi cùng bên, hạch trong phổi bao gồm cả xâm lấn trực tiếp của u của các hạch này. N2 là di căn hạch trung thất cùng bên, hạch dưới carina hoặc cả hai. N3 là di căn hoặc trung thất đối bên, hạch trống phổi đối bên, hạch cơ bậc thang cùng bên hoặc đối bên hoặc thượng đọt thượng đọt. Như vậy thế thì cái N1 là chỉ giới hạn từ cái rốn phổi vào trong cái nhu mô phổi thôi, nhưng mà N2 á, thì nó sẽ di căn qua hạch trung thất. N2 là di căn hạch trung thất cùng bên, hạch dưới carina hoặc cả hai là hạch trung thất cùng bên, hạch dưới carina. Còn cái N3 á, là nó di căn đã xa, hạch di căn xa hơn, tức là qua bên phía đối diện hoặc là rốn phổi bên đối diện, trung thất bên phía đối diện và nó di căn lên trên vùng nền cổ, hạch cơ bậc thang hoặc là hạch ở vùng thượng đồng. Như vậy các em phải biết được rằng cái N1 là như thế nào, N2 như thế nào, N3 như thế nào, để chúng ta có thể hiểu được
cái vấn đề là phân loại về cái TNM, mà chúng ta đưa ra được cái phân loại chính xác khi trong quá trình chúng ta chẩn đoán bệnh. Về di căn á, thì di căn xa thì MX không đánh giá được cái di căn xa. Nếu chúng ta sử dụng tất cả các phương tiện nhưng mà chúng ta không thể đánh giá được trường hợp bệnh nhân này nó có di căn hay không thì xếp vô dạng là MX. Còn M0 thì là không có di căn xa. Thì trong cái cổ MX và M0 này nói chung là nó cũng lẫn lộn với nhau, cái nào thì MX, cái nào cũng M0, nó rất là khó để chúng ta phân biệt. Bởi vì không có di căn xa cũng không nghĩa là trong trường hợp để chúng ta khẳng định là bệnh nhân là không có di căn xa, bởi vì các cái phương tiện cận lâm sàng hiện nay cũng không thể nào có thể là chẩn đoán một cách chính xác được rằng trường hợp này là không có di căn xa, hoặc là có di căn xa nhưng mà chúng ta chưa phát hiện được, không thể phát hiện được. Như vậy rất là khó trong cái chỗ mà ít mà không. Tuy nhiên là về mặt câu chữ thì người ta đưa như vậy. Rồi M1 là di căn xa, bao gồm u phổi không cùng thùy với u nguyên phát. Như vậy các em thấy rằng cái điểm mà M1 ở đây á, so với chỗ T4, T4 là u nó sẽ xâm lấn vào, nó di căn vào cái đây u. U nó ở có u vệ tinh ở cùng một thùy, có u vệ tinh ở cùng một thùy. Ví dụ như u ở thùy trên có u vệ tinh ở thùy trên, hoặc là u ở thùy giữa có u vệ tinh ở thùy giữa, u thùy dưới có u vệ tinh ở thùy dưới, vân vân. Nhưng mà trong cái trường hợp mà t t m m1 này thì là di căn xa, tức là đi di căn đến các cái tạng khác, ví dụ như di căn lên não, di căn xuống gan, di căn vô vô cột sống, di căn vô trong cái tuyến thượng thận, vân vân, thì đã là di căn xa để đến các tạng khác. Nhưng mà nó thêm vô một cái yếu tố nữa, đó là khối u này nó di căn qua một cái thùy thùy khác của cái phổi đó, ví dụ như bên phải phổi phải mà u ở cái thùy trên mà có một cái khối u thêm ở thùy dưới thì như vậy xếp vào M1, hoặc là nó di căn qua phổi bên đối diện thì người ta xếp vô là M1, là nó gọi là di căn xa. Như vậy như đây là cái vấn đề mà các em cần phải hiểu rõ là như vậy. Và cái vấn đề là đồng bộ hóa giữa cái vấn của cái giai đoạn 01234 với lại TNM. Thường thì trên cái lâm sàng chúng ta hay nói là bệnh nhân là ở giai đoạn mấy, giai đoạn mấy, giai đoạn 0, giai đoạn 1A, giai đoạn 2, 2 2 giai đoạn 3, giai đoạn 4, thì nó làm cho cái vấn đề là nó dễ dễ hiểu, nó làm cho chúng ta dễ nhớ, chúng ta dễ ghi chép, dễ áp dụng, vân vân. Chứ còn mình nói mà TNM vô nói chung là cũng rất là khó nhớ đối với vấn đề chúng ta áp dụng vào TNM. Tuy nhiên để mà phiên giải qua các cái giai đoạn như thế này thì các cái nhà khoa học, các cái nhà nghiên cứu người ta cũng đã thống nhất qua cái vấn đề phiên giải như sau. Thì đối với những cái trường hợp mà khối u ở bên TNM mà ở cái T1 N0 M0 á thì người ta xếp cho dư giai đoạn là 1A, T2 N0 M0 xếp giai đoạn là 1B. Như vậy T3 T1 N1 M0 là người ta xếp vô giai đoạn 2A, và T2 N1 M0 thì ta xếp vô cái giai đoạn là 2B, và T3 N0 M0 thì người ta xếp vô cái giai đoạn là cũng 2B luôn. Như vậy cái giai đoạn 2 á, thì giai đoạn 2 là 2A và 2B á, thì mấy em lưu ý là hạch á, T á, là chỉ là T1 đến T3 mà thôi, và hạch á, là N1 hoặc là N0, tức là hạch chỉ giới hạn ở trừ rỗng phổi trở vào cái thùy phổi thôi đó, và không có tình trạng di căn xa, thì chúng ta sẽ xếp vào cái gọi là giai đoạn 2A hoặc là 2B. Đối với giai đoạn 3 thì T3A thì tương ứng với là T3 N1 M0, hoặc là T từ 1 đến 3 N2 M0, 3B là T4, hoặc là nhưng mà bất kỳ N nào M0, hoặc là bất kỳ T nào có hạch N3 và M0. Rồi còn giai đoạn 4 thì T bất kỳ, N bất kỳ nhưng là có M1, tức là T bất kỳ kích thước nào, N có thể là N0, M, N1, N2 chứ đâu không biết, nhưng mà M là có M1. Ví dụ như di căn qua một cái thùy khác cùng bên của cái thùy mà có u nguyên phát, hoặc là di căn qua bên chỗ phổi đối diện, hoặc là một cái cơ quan nào đó của cơ thể chúng ta phát hiện được khối u, thì đều sẽ vào dạng là cái giai đoạn T4, giai đoạn 4. Về các cái vị trí của các hạch thì cái này thì bên chỗ trong cái của Y4 thì thầy cũng đã trao đổi cùng với các em rồi, cho nên cái phần mà cái
vị trí của các nhạch nhóm hạch trong cái ung thư phổi mà cái sơ đồ này thì xin được được bỏ qua. Về cái phân loại giai đoạn của giai đoạn lần thứ tái bản lần thứ 6 và giai đoạn tái bản lần thứ 7 của TNM thì có cái gì mang cái gì có tính là khác biệt với nhau. Thì đối với cái giai đoạn phân chia giai đoạn TNM theo cái phiên bản lần thứ 6 á thì mấy em sẽ lưu ý như thế này. Thì trong cái giai đoạn TNM lần thứ 6 thì cái chỗ mà T1 T1 thì người ta chia cái T1 ra làm hai thành một thành cái hai cái khoảng, đó là đối với khoảng mà nhỏ hơn bằng 2 cm theo cái TNM lần thứ 6 thì bên chỗ TNM lần thứ 7 thì nó sẽ tương ứng với là T1A. Nếu như mà khối u mà từ 2 đến 3 cm thì tương ứng với T1B bên chỗ TNM lần thứ 7. Về cái T2 thì đối với khối u mà nhỏ hơn bằng 5 cm thì nó tương ứng với TNM lần thứ 7 là T2A. Như vậy các em thấy trừ từ cái chỗ mà T2 như thế này đó, T1 ở bên kia thì người ta rất là nhỏ hơn bằng lớn hơn bằng tức là chỉ đó lớn hơn bằng T2 là lớn hơn bằng 3 cm. Thì thế bây giờ người ta sẽ chia ra chia nhỏ trên cái phân chia giai đoạn UACC năm 2002. Thì bây giờ chúng ta đi lại của chỗ UACC 2002 này thì mấy em sẽ thấy được là cái chỗ T1 là những khối u mà nhỏ hơn bằng 3 cm. Thì người ta sẽ chia ra làm đến cái giai đoạn phân chia giai đoạn TNM lần thứ 6 hoặc thứ 7 thì người ta sẽ chia nhỏ ra là từ 2 đến 3, rồi từ nhỏ hơn 2, rồi từ 2 đến 3. Và trong cái chỗ mà T2 á, T2 là lớn hơn 3 cm thì thế thì bên chỗ T2 của cái phiên bản lần thứ 6 còn lần thứ 7 này á, thì người ta sẽ chia ra làm á là T2 nhỏ bằng 5 cm, tức là từ 2 cho đến 5 cm, và T2 từ 5 đến 7 cm như vậy, và T2 lớn hơn 7 cm. Như vậy bên kia T2 là lớn hơn bằng 3 cm của UACC năm 2002, nhưng cho đến cái phiên bản thứ 6 và lần thứ 7 thì người ta đã cũng đã chia nhỏ ra cái chỗ mà cái khoảng về cái kích thước của khối u thành các cái gọi là phân nhóm mà nó nhỏ hơn, và tương ứng với lại cái TNM lần thứ 7 thì cái T2 mà nhỏ bằng 5 cm tương ứng với T2A, T2 mà kích thước từ 5 đến 7 cm tương ứng với T2B, và T2 mà kích thước 7 cm thì nó tương ứng đó của bên cái TNM lần thứ 7. Như vậy cái khối u mà kích thước mà càng lớn ở bên chỗ TNM lần thứ 6 thì cái giai đoạn mà T của bên TNM lần thứ 7 thì nó sẽ tăng lên. Ví dụ như T2 lớn bằng 7 cm xét T2 của TNM lần thứ 6, nhưng mà đối với phân loại bản phân loại TNM lần thứ 7 thì đã tăng lên một bậc, đó là T3. Rồi cái T3 xâm lấn bên này vẫn còn T3 hoặc là T4 là u vệ tinh nó cùng một thời, thì trong cái phân chia giai đoạn TNM lần thứ 6 thì u nó xuất hiện u vệ tinh cùng một thời thì người ta xếp vào cái T4 mà đó là UACC năm 2002 cũng đã đề cập đến như vậy. Nhưng là đến cái chỗ mà qua TNM lần thứ 7 thì cái u này thì người ta chỉ xếp vào cái dạng là T3 thôi chứ không phải là T4. Còn mà T4 mà u xâm lấn thì người ta vẫn xếp thành T4. Và đối trường hợp mà di căn phổi mà cùng bên, tức là u nó xuất hiện ở một cái thùy mà cùng với lại cái cùng bên với cái thùy mà có u phát, thì cái UACC năm 2002 thì người ta xếp vào cái dạng là M1, tức là di căn phổi, di phân phổi cùng bên đó. Nhưng mà qua cái TNM thứ 7 thì người ta lại đưa nó hạ nó xuống một bậc trở thành chỉ có là T4 thôi. Như vậy nó không xếp vào cái dạng mà M1 di căn xa nữa. Rồi bên chỗ T4 của cái phân chia giai đoạn TNM lần thứ 6 á thì là người ta thấy rằng là UACC 2002 thì người ta thấy rằng là cái T4 mà có trường hợp mà có tế bào ác tính ở trong dịch màng phổi hoặc là của dịch màng tim thì người ta xếp vào cái là T4. Tuy nhiên là qua bên của cái phân chia giai đoạn TNM lần thứ 7 thì các cái biểu hiện các cái triệu chứng này, các cái phát hiện này là người ta xếp vào cái nhóm phân chia giai đoạn là di căn M1A. Và đối trường hợp mà di căn phổi đối bên thì M1 của cái phân chia giai đoạn TNM lần thứ 6 thì bên chỗ TNM thứ 7 cũng xếp vào M1A, và M1 mà di căn đi xa thì TNM thứ 7 người ta xếp vào M1B.
Như vậy là bên chỗ phân chia giai đoạn T năm thứ bảy thì người ta sẽ phân chia nhỏ ra cái phân nhóm nhỏ hơn và có cái sự điều chỉnh về vấn đề là cái phân chia di căn xa hoặc là cái u mà T4 như vậy. Rồi cái phân chia theo cái hạch đó, N0, N1, N2, N3 và đồng bộ hóa với lại các cái giai đoạn, thì chúng ta thấy là đối với những trường hợp á mà khối u T1 nhỏ hơn bằng 2 cm và N0 thì cái phân chia giai đoạn của giai đoạn tương ứng với giai đoạn gì? Đó là giai đoạn 1A. Đối với những khối u mà T1 nhỏ bằng 2 cm, N1 hoặc là phân chia giai đoạn theo TNM lần thứ bảy là T1A và N1 thì nó sẽ tương ứng với giai đoạn là 2A. Và đối với những trường hợp ví dụ chẳng hạn như khối u TNM lần thứ sáu là T xếp hạng vô T2, đường kính là từ 5 đến 7 cm, và đồng bộ với lại phân chia giai đoạn của TNM lần thứ bảy là T2B thì mà N0 á, thì sẽ được xếp vào giai đoạn là 2A đó. Và những cái trường hợp ví dụ như T4 tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng phổi có tế bào ác tính trong tràn dịch trong cái dịch của màng phổi mà được phân chia giai đoạn theo TNM lần thứ sáu á, hoặc là đồng bộ hóa qua của TNM lần thứ bảy là M1A nhưng mà không có hạch N0 thì được xếp vào dạng là giai đoạn 4. Còn di căn nói chung tất cả những cái trường hợp mà ung thư phổi mà có tình biểu hiện tình trạng di căn M1A hoặc M1B thì đều xếp vào cái giai đoạn 4 hết cả. Như vậy cái bảng phân loại này nó coi như nó vừa mang tính chất là so sánh giữa cái hai cái sự điều chỉnh trong cái phân loại TNM tầng thứ sáu và TNM tầng thứ bảy, đồng thời nó đồng bộ hóa qua vấn đề phân chia giai đoạn 0, 1, 2, 3, 4 là như thế nào. Thì đây là một cái bảng mà nó tổng hợp rất là có giá trị trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện thực hành cái lâm sàng chẩn đoán và điều trị của ung thư phổi. Thì cái để mà làm rõ cái phân chia giai đoạn như thế nào thì cái slide tiếp theo thầy sẽ trao đổi cùng với em về cái chi tiết của các cái bảng phân chia giai đoạn TNM lần thứ bảy hoặc là các cái bảng phân chia giai đoạn TNM lần thứ 8 để chúng ta có thể là nắm được cái cách phân chia giai đoạn mà hiện nay trong các trung tâm ung thư ở trên thế giới cũng như nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đang áp dụng. Thì về cái phân chia giai đoạn TNM lần thứ bảy thì trong này nó có những cái yếu tố như sau. Cái thứ nhất là về cái T thì T1 được dành cho những trường hợp mà khối u mà có kích thước nhỏ hơn bằng 3 cm thì trong đó người ta sẽ chia ra làm hai cái nhóm nhỏ, đó là T1A là u có kích thước nhỏ bằng 2 cm và T1B là u có kích thước từ 2 đến 3 cm. Về khối u được xếp vào cái nhóm là T2 thì là những cái khối u mà nó xâm nhập đến cái phế quản chính của phổi, tuy nhiên là nó còn cách carina trên 2 cm, hoặc là những cái khối u mà nó đã xâm lấn vào cái màng phổ tạng hoặc nó gây nên một tình trạng là xẹp một phần của cái nhu mô của một cái thủy phổi. Rồi trong cái nhóm T2 này người ta cũng chia ra thành hai cái nhóm nhỏ cũng dựa vào kích thước của khối u, đó là T2A khi mà khối u nó có kích thước từ 2 từ 3 đến 5 cm và T2B khi có kích thước từ 5 đến 7 cm. Đối với những trường hợp khối u mà có kích thước lớn hơn 7 cm thì được xếp vào T3, thì trong đó là những khối u mà nó đã xâm lấn vào trong cái thành ngực, nó đã xâm lấn vào trong cái cơ hoành hoặc là màng ngoài tim hoặc là cái màng phổi trung thất và nó xâm lấn vào trong cái phế quản chính nhưng mà nó cách carina một cái đoạn nhỏ hơn 2 cm và nó gây nên tình trạng là xẹp phổi hoàn toàn vân vân. Hoặc là những cái trường hợp mà xuất hiện một cái khối u khác mà nó biệt lập với lại cái khối u ở ban đầu trong cùng một cái phổi của người bệnh thì trước đây á là người ta xếp vô cái là T4. Tuy nhiên á, là trong cái phân chia giai đoạn của TNM lần thứ bảy thì người ta xếp vô cái là T3. Như vậy các em thấy rằng là cái separated nodule này in the same lobe này was T4, thì trước đây là người ta xếp vô cái là T4 nhưng trong cái phân chia giai đoạn thứ bảy thì người ta xếp vô là T3. Rồi những cái khối u được xếp vào T4 là những cái khối u mà xâm lấn vào trung thất, vào tim và các mạch máu lớn, vào cái carina, vào cái khí quản, vào thực quản và cột sống, hoặc là những cái khối u
mà nó tách biệt với là cái khối u của cái u nguyên phát ban đầu, nhưng mà ở trong trong một cái gọi là thùy phổi mà nó một cái thùy phổi khác cùng bên với lại cái thùy phổi mà có khối u ban đầu, thì trước đây người ta xếp là tức là phân chia giai đoạn lần thứ sáu thì người ta xếp vào là khối u này là M1, nhưng mà trong cái giai đoạn này M1 đây đó là tình trạng di căn xa, tức là những cái khối u mà di căn xa vào trong cái thùy phổi khác khác á, cái thùy phổi khối u ban đầu á, là trên cùng một cùng bay nhé, thì người ta xếp vào cái gọi là M1, nhưng mà trong cái giai đoạn phân chia giai đoạn lần thứ bảy á, thì người ta xếp vào là cái là T4 mà thôi đó. Về cái về hạch á, thì hạch N1 là những cái hạch mà đã xâm lấn đến cái hạch bạch huyết, ung thư đã xâm lấn hạch bạch huyết ở vùng rốn phổi cùng bên, hoặc là những cái hạch bạch huyết xung quanh phế quản mà cùng bên thì được xếp vào dạng N1. Cái này thì nó không có sự thay đổi so với phân chia giai đoạn lần thứ sáu. Như còn hạch N2 là nó xâm lấn vào cái hạch ở dưới carina, tức là nhóm hạch số 7, hoặc là xâm lấn vào hạch trung thất mà cùng bên thì người ta xếp vào nhóm N2. N3 là những cái hạch ung thư nó xâm lấn đến các hạch hoặc là trung thất ở vùng rốn phổi, hoặc là trung thất đối bên, hoặc là những cái hạch ở cơ bậc thang, hoặc là những cái nhóm hạch ở vùng thượng đòn, thì người ta xếp vào N3. Rồi trong cái di căn xa thì người ta chia ra thành M1A và M1B. Thì M1A thì xuất hiện những cái khối u mà nó tách biệt với lại riêng riêng rẽ riêng biệt tách biệt với cái khối u mà nguyên phát đầu tiên á. Và cái khối u mà xuất hiện thứ hai này á, nó nằm ở trong một cái thùy phổi mà đối bên, nằm trong một cái thùy phổi đối bên, hoặc là những cái khối u mà nó đã nằm ở trong cái màng phổi của cái phổi mà có cái thùy có khối u nguyên phát đó, hoặc là có cái tình trạng là tràn dịch màng phổi mà có tế bào ác tính, hoặc là tràn dịch màng ngoài tim mà có tế bào ác tính, thì người ta xếp vô dạng M1. Thì nhưng cái so với lại cái phân chia giai đoạn lần thứ 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 sáu á, thì cái các cái yếu tố là tràn dịch màng phổi ác tính như thế này á, có tế bào ác tính hoặc tràn dịch màng ngoài tim ác tính như này, người ta xếp vô dạng là T4. Bây giờ bị qua điều này là bất những cái u mà với bất kỳ kích thước nào nhưng mà đã xâm lấn vào trong trung thất, vào trong mạch máu lớn, vào trong khí quản, vào trong thực quản carina, hoặc thân của cột sống, hoặc là những cái khối u mà có tình trạng tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi ác tính, thì người ta xếp vô dạng là T4. Nhưng qua bên chỗ phân chia giai đoạn lần thứ bảy á, thì người ta xếp vào M1A. Và trong cái phân chia giai đoạn lần thứ bảy thì M1B thì gồm những cái khối u mà đã di căn xa, chẳng hạn di căn đến não, di căn đến gan, di căn tuyến thượng thận vân, thì xếp vô dạng là M1B. Như vậy cái chỗ mà cái tên em này mấy em có hiểu được không? Dạ có hiểu thầy. Có hiểu không? Dạ có hiểu thầy. Rồi. Rồi cái phân chia giai đoạn lần thứ 8 thì phân chia thì cái năm 2017 vừa rồi thì người ta đã có một cái bản phân chia giai đoạn tên em lần thứ 8, tái bản lần thứ 8. Thì trong cái phân chia giai đoạn mà tên em lần thứ 8 này á, thì các đặc điểm của cái khối u nguyên phát á, là về T á, thì người ta TX á, là chỉ thấy được cái tế bào ung thư ở trong đàm thôi, hoặc là trong cái dịch rửa của phế quản, nhưng mà không đánh giá được qua các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hoặc là dưới nội soi của phế quản. Còn T0 là không có cái bằng chứng nào của cái của khối u, hoặc là TS là những khối u mà nó nằm ở tại chỗ thôi, tức là trên cái bề mặt của cái niêm mạc của phế quản thì chúng ta thấy có một cái chỗ nào đó nó bị thay đổi về vấn đề là hình thái, về vấn đề màu sắc, về vấn đề cái này cái kia. Sau đó người ta sinh thiết, người ta ra thì phát hiện được cái tình trạng là có cái tế bào ung thư nằm ở trong đó, nhưng mà nó chưa lên rõ được một cái khối u rõ ràng, một cái sùi rõ ràng, thì nó nằm tại chỗ trong cái niêm mạc của cái phế quản ngay chỗ từ nó. Cái này cũng rất là khó để mà có thể phát hiện được. Rồi T1 là những cái khối u mà kích thước nhỏ hơn bằng 3 cm, được bao bọc xung quanh bởi nhu mô của phổi, màng phổi của tạng, nhưng mà không xâm lấn đến phế quản gốc, phế quản chính. Tức là cái khối u này nó nằm gói gọn ở trong, nằm ở dưới của cái gọi là màng phổi tạng,
mà nó chưa xâm lấn ra màng phổ tạng thì nó được nhỏ hơn bằng 3 cm, chưa xâm lấn tới phế quản chính thì sẽ xếp vô chậm T1. Thì trong cái nhóm T1 này người ta sẽ chia ra nhỏ thành gọi là bốn cái hạ phân nhóm, đó là T1A mi, tức là T1A thì mi là nó phức tác cái chữ minimally invasive carcinoma. Thì cái này thì còn T1A là nó kích thước nhỏ hơn bằng 1 cm, thì nói chung minimally invasive carcinoma này thì nói chung là nó được gọi là rất rất nhỏ rất nhỏ. Còn với T1A thì những khối u mà có thước nhỏ hơn bằng 1 cm thì nó xếp vào T1A. Những khối u có thước từ 1 đến 2 cm xếp vào dạng 1B, và những khối u có thước từ 2 đến 3 cm xếp vào dạng 1C. Trong cái T2 thì người ta cũng sẽ phân chia những cái nhóm nhỏ hơn. Thì T2 thế nào là T2? Là gồm những cái khối u mà có thước từ 3 đến 5 cm hoặc là những cái khối u mà đã có sự xâm lấn đến phế quản gốc và phế quản chính nhưng mà chưa xâm lấn tới carina. Và người ta không có tính là không có, mặc kệ là không cần tính cái khoảng cách từ cái khối u cho đến carina là khoảng cách bao nhiêu, người ta không cần biết là mấy cm gì cả. Các cái phân chia giai đoạn trước là lần thứ 6, thứ 7 người ta tính là khoảng là lớn bằng 2 cm, nhưng riêng đối với cái phân chia giai đoạn lần thứ 8 này người ta không kể là cái khoảng cách là từ khối u cho đến cái chỗ mà carina là bao nhiêu cm. Nhưng mà nếu như mà đã có xâm lấn đến phế quản chính rồi á, thì người ta xếp vô dạng là, nhưng mà chưa xâm lấn tới carina thì người ta xếp vô dạng T2. Hoặc là những cái khối u mà đã xâm lấn đến cái chỗ màng phổi tạng, hoặc là nó gây tình trạng xẹp phổi, hoặc là tình trạng viêm phổi sau tắc nghẽn, sau tắc nghẽn mà lan đến vùng rốn phổi thì cũng xếp vô dạng T2. Thì trong cái T2 này người ta cũng chia thành hai cái nhóm nhỏ, đó là T2A thì kích thước từ 3 đến 4 cm, và T2B kích thước từ 4 đến 5 cm. Rồi đối với những khối u mà có kích thước từ 5 đến 7 cm trong cái đường kính lớn nhất á, hoặc là những cái khối u mà bất cứ kích thước nào nhưng mà đã có sự xâm lấn đến thành ngực, có sự xâm lấn đến màng ngoài tim, xâm lấn đến cái thần kinh hoành, hoặc là có những cái khối u mà nó gọi là vệ tinh ở trong cùng một thùy, thì người ta xếp vào cái nhóm là T3. Đối với những khối u mà kích thước trên 5 trên 7 cm về đường kính, hoặc là những khối u mà nó xâm lấn vào trung thất về cơ hoành, tim, mạch máu lớn, hoặc là dây thần kinh quạt cược, hoặc là carina về cái khí quản thực quản, cột sống, hoặc là những cái khối u mà nó xuất hiện thêm một cái khối u riêng biệt nữa ở trong một cái thùy khác của cái phổi cùng bên, thì người ta xếp vào cái dạng là T4 đó. Và N1 là những cái trường hợp mà tế bào ác tính đã đi đến những cái hạch mà xung quanh phế quản cùng bên, hoặc là những hạch ở vùng rốn phổi cùng bên, hoặc là những cái hạch mà nằm ở trong phổi cùng bên, người ta xếp vô N1. Còn những cái trường hợp mà tế bào đã đi đến những cái hạch mà dưới carina, hoặc là những cái hạch trung thất mà cùng bên, tức là người ta xếp vô N2. Và những cái trường hợp mà tế bào đã đi đến các hạch mà ở rốn phổi hoặc trung thất đối bên, hoặc là những cái hạch mà ở cơ bậc thang đối bên hoặc là cùng bên, hoặc là những cái hạch mà thượng đòn đối bên hoặc cùng bên, thì người ta xếp vào N3. Như vậy cái N thì nó có cái sự giống nhau giữa các cái bảng phân chia giai đoạn lần thứ 6, thứ 7 và lần thứ 8. Còn cái phần T thì nó cũng có một số sự khác biệt giữa các bảng phân loại theo các cái thời kỳ khác nhau. Về cái di căn xa thì M1, thì trong cái bảng phân chia giai đoạn TNM lần thứ 8 này thì người ta cũng chia thành ba nhóm nhỏ, đó là M1A, M1B và M1C. Thì M1A là những cái khối u nằm ở những khối u nằm ở phổi mà đối bên, hoặc là những cái khối u mà nó ở trong màng ngoài tim, hoặc là ở màng phổi, hoặc là có tình trạng mà tràn dịch màng phổi ác tính, thì người ta xếp vào N1. Còn những cái trường hợp mà có sự di căn ngoài cái lồng ngực ấy, mà có di căn đơn độc, bao gồm cả những cái hạch bạch huyết mà nó không phải là hạch bạch huyết cùng, không phải là hạch huyết cùng huyết vùng và đơn độc, chẳng hạn như là di căn ngoài ngực một cơ quan, di căn lên não, hoặc là di căn một cơ quan, di căn xuống gan, hoặc là di căn tuyến thượng thận, chỉ có một đơn độc một chỗ nơi mình phát hiện được di căn thôi, hoặc là có một cái trường hợp xuất hiện cái hạch mà không phải là hạch vùng, tức là hạch vùng thì hạch N1, N2, N3 mà chúng ta đã lưu ý đã hồi nãy đã đề cập ở phía trên nhé, thì bây giờ xuất hiện di căn hạch, bây giờ hạch ngay chỗ hạch nách, hạch nách có một cái khối hạch mà người ta chọc ra là ung thư, hoặc là xuất hiện một cái hạch nào đó, nói chung hạch ở trong ổ bụng, hạch này kia vân vân,
mà hạch tức là đơn độc thôi thì người ta xác hiệu bao giờ M1 rồi M1B, tức là còn M1C là trường hợp mà nó chia căn mà ngoài ngực nhưng mà đa vị trí hoặc là nó chia căn đến một hoặc là nhiều của cơ quan thì chúng ta sẽ xếp vô cái dạng là M1C. Về cái phiên qua cái giai đoạn của cái 1, 2, 3 so với TNM của cái phân chia giai đoạn TNM lần thứ 8 á, thì như sau. Thì đối với những cái trường hợp nào mà cái T1 N0 thì xếp vô dạng là 1A, T1 N1 M1B, T1 N2 là 3A và T1 N3 là 3B. Những cái T2 A N0 là 1B, T2 A N1 là 2B, rồi T2B N0 là 2A, T2B N1 là 2B. Rồi những cái trường hợp mà M1A và N0 là giai đoạn 4A, M1B giai đoạn N0 là 4A, nhưng mà đối với trường hợp là M1C mà giai đoạn N0 là 4B, vân vân. Nói chung là M1C thì tất cả đều là 4B, và M1B thì tất cả đều là 4A, và M1A thì tất cả đều là 4A. Như vậy M1A với 1B thì nó là 4A, nhưng mà 1C là 4B. Nói chung là người ta phân chia nói chung là rất là chi tiết trong cái bản phân chia giai đoạn TNM lần thứ 8 này. Rồi về cái di căn, về cái triệu chứng về lâm sàng và chúng ta chẩn đoán thì chúng ta chẩn đoán dựa vào các cái xét nghiệm về các cái triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm về cận lâm sàng. Thì đối với những trường hợp ung thư phổi mà còn sớm thì nói chung là nó không có những cái triệu chứng gì rất là rõ ràng, triệu chứng hết sức là nghèo nè. Khi bệnh nhân đến đi khám tầm soát sức khỏe, chụp một cái X quang phổi, phát hiện thì một cái đám mờ nhỏ nhỏ ở phổi, rồi sau đó là coi như là nghi ngờ, rồi chúng ta làm các xét nghiệm khác, CT rồi PET CT vân vân, rồi phát hiện rồi chỉ định phẫu thuật cái này cái kia, rồi chúng ta làm ra cái giải phẫu bệnh là phát hiện một ung thư phổi. Còn nếu như bệnh nhân mà đến ở trong cái giai đoạn mà muộn rồi ấy, thì khi đã có những cái triệu chứng rồi ấy, thì chúng ta có thể gặp được những cái triệu chứng như sau. Cái thứ nhất là triệu chứng tại phổi thì bệnh nhân biểu hiện tình trạng ho chiếm tỷ lệ cao nhất 75%, khó thở 50-60%, thở khò khè do tràn ép ho ra máu chiếm tỷ lệ là 25-40%, còn lại thì nó sẽ gây tình trạng là hoại tử áp xe hóa của khối u đó và mới biểu hiện kèm theo cái sốt. Thứ hai là triệu chứng ngoài phổi, nếu như mà xâm lấn vào thành ngực thì nó xâm lấn vào thành ngực và các cơ liên sườn, dây thần kinh liên sườn, rồi thứ vân vân, thì nó gây tình trạng bệnh nhân bị đau ngực. Xâm lấn vào cơ hoành thì nó sẽ mất chức năng của cơ hoành, gây tình trạng khó thở, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng phổi. Xâm lấn vào trung thất, mà xâm lấn vào trung thất thì nó sẽ xâm lấn vào dây thần kinh hoành, xâm lấn vào thần kinh hoặc thực thanh quản, xâm lấn vào tim màng tim, thực quản, tĩnh mạch, trụ trên và thân sống, thì nó sẽ biểu hiện các cái triệu chứng của các cái cơ quan này. Là ví dụ như xâm lấn vào dây thần kinh hoành thì gây liệt cái cơ hoành, bệnh nhân nó khó thở. Xâm lấn vào trong cái thần kinh hoặc thực thanh quản thì bệnh nhân sẽ khàn tiếng. Trong những cái trường hợp bệnh nhân mà bị u mà bên trái ấy, mà nó di căn nó xâm lấn vào cái thần kinh hoành, thần kinh hoặc ngược phía bên trái, tức là ngay chỗ cái vị trí mà cái cửa sổ phế chủ, thì cái vị trí nó chỗ dây thần kinh nó sẽ tách ra, không, từ dây thần kinh mà quật ngược ấy, từ dây thần kinh 10 nó tách ra, sau đó nó quật ngược, nó ôm xuống và nó quật ngược, nó đi lên mà nó chi phối vô trong cái giọng nói con người của mình, nó xâm lấn vị trí này khàn tiếng. Cho nên có những cái trường hợp bệnh nhân vô là khàn tiếng, nội soi hạ họng để đánh giá sự vận động của hai dây thanh âm thì phát hiện là cái dây thanh âm ở phía bên trái là nó bị liệt. Nhưng mà có cái là người ta cứ nghĩ là bây giờ bị liệt đó là nguyên nhân là do bị ung thư tuyến giáp vùng cổ này kia vân vân, mà nó tổn thương dây thần kinh hoặc được phía bên trái và gây nên thành thằng liệt cái dây thanh âm bên trái. Nhưng mà có cái là khám siêu âm rồi ở vùng cổ hoàn toàn bình thường, tuyến giáp hoàn toàn bình thường, thế thì coi như là người ta không biết được nguyên nhân vì đau mà bây giờ bị liệt cái dây thần kinh hoặc được bên trái mà nó gây liệt cái dây thanh âm đấy, thì các em phải lưu ý là phải xuống coi thử dưới ngực của bệnh nhân có cái khối u ung thư phổi nào ở dưới đó hay không, mà nó xâm lấn vô trong cái thần kinh quạt ngược. Tại vì cái thần kinh quạt ngược bên trái ấy, là nó xuất phát từ cái thần kinh mà lang thang thần kinh 10, sau đó ôm lấy động mạch chủ, quay động mạch chủ nó sẽ đi lên, như vậy nó nằm rất là thấp ở phía dưới đó, thì chúng ta sẽ
chẩn đoán được là nguyên nhân là vì răng nó bị liệt cái dây thần kinh hoặc ngược phía bên trái và gây ra khàn tiếng cho bệnh nhân. Rồi xâm lấn vào trong cái tĩnh mạch chủ trên thì nó làm cho cái hồi lưu tĩnh mạch của cái vùng lửa thân trên về tim nó không có được nó được trôi chảy. Thế thì nó gây tình trạng ứ trệ về cái tuần hoàn ở cái nửa thân trên và nó gây tình trạng phù áo khoác rồi nó xâm lấn vào trong màng tim thì nó gây ra tràn dịch màng tim. Thì cái biểu hiện của tràn dịch màng tim như thế nào thì phần triệu chứng các em cũng đã học rồi. Rồi xâm lấn vào trong thực quản thì nó sẽ gây tình trạng nút khó cho người bệnh. Một số các triệu chứng không đặc hiệu như là sụt cân gầy yếu và các cái triệu chứng mà di căn ngoài ngực vân vân, chẳng hạn như là cái triệu chứng di căn ngoài ngực, chẳng hạn là di căn lên trên não thì gây tình trạng bệnh nhân bị liệt động kinh, rối loạn trí nhớ, nhức đầu. Di căn xương thì bệnh nhân bị hiện tình trạng đau các cái xương, xương cột sống, xương đùi, xương xương dài, xương chày rồi chi đó vân vân, hoặc xương cánh tay vân vân. Và cũng có những cái trường hợp bệnh nhân vào viện vì một cái gãy xương bệnh lý, sau đó thì chúng ta sẽ phát hiện được là một ung thư phổi và nguyên nhân của gãy xương bệnh lý này là do cái ung thư phổi nó di căn vào xương đó và nó sẽ làm cho yếu cái vị trí ngay chỗ khu u và một cái tác động về mặt cơ học, chẳng hạn như là té ngã hoặc là một cái gì đó thì nó sẽ gây tình trạng gãy xương. Và nó di căn vào trong gan thì nó sẽ gây tình trạng chèn ép các cái hệ thống đường mạch trong gan và nó sẽ gây tình trạng ứ trệ vàng da. Hoặc là di căn vào trong gan thì nó vị trí của rốn gan nó chèn ép vào cái tĩnh mạch cửa thì nó sẽ làm cho hầu lưu của tĩnh mạch cửa về tĩnh mạch chỗ dưới nó sẽ kém đi và nó sẽ gây nên tình trạng tràn dịch màng bụng và gây cổ trướng. Về các triệu chứng ngoài lồng ngực mà không do di căn á thì nguyên nhân á là những cái khối u phổi này nó sản xuất ra các cái nội tiết, tiếng các cái chất nội tiết, cái chất nội tiết các hormone mà tương tự giống như các cái hormone của các tuyến nội tiết khác của cơ thể mà nó biểu hiện các cái triệu chứng bên ngoài giống như là các cái triệu chứng của các cái bệnh lý của các tuyến nội tiết của các tuyến khác, chẳng hạn giống như hội chứng cơ sinh là nguyên nhân là do tăng tiết những cái chất mà giống như ACTH, tăng hydroxycorticosteroid 17 niệu, hội chứng tăng ADH là gây tình trạng ngộ độc nước trong mửa, hội chứng cận ung thư tăng serotonin bệnh nhân biểu hiện tình trạng phù ngứa trì mạch, hội chứng tăng canxi máu thường gặp trong những ung thư biểu bì, biểu hiện tình trạng nôn mửa, đau bụng, chán ăn, rối loạn trí nhớ. Rồi hội chứng là giống insulin, tức là nó gây tình trạng là hạ gluco da máu của bệnh nhân. Về các triệu chứng về cận lâm sàng thì xét nghiệm cận lâm sàng mà đầu tiên và rất là thường dùng đó là X quang. Thì trong những cái trường hợp mà khối u nhỏ thì nói chung rất khó để chúng ta phát hiện được một cái khối u phổi, nhưng mà trong cái những trường hợp mà u mà lớn á, thì chúng ta thấy là trên X quang thì cái vùng trung tâm của cái phổi á, tức là ngay chỗ vùng rốn phổi thì chúng ta thấy là rốn phổi nó rộng hơn so bình thường, có một cái bóng mờ ở vùng rốn phổi, bờ nó không đều, rồi cái hình ảnh mặt trời mọc, rồi có tình trạng rối loạn thông khí, giảm cái tình trạng thông khí, tình trạng tăng sáng, tình trạng xẹp phổi, rồi có tình trạng là liệt cơ hoành do cái u xâm lấn vào thân kinh hoành, làm cho vòng hoành nó dâng cao, ít di động, di chuyển đảo ngược lúc thở do nó bị liệt cái dây thần kinh. Rồi cái vùng ngoại vi thì những bóng bờ đậm độ không đều, bờ không đều, cấu trúc phổi xung quanh u đậm nát hơn bình thường do cái tình trạng viêm nhiễm. Rồi nếu u cách rốn phổi một quãng thì thấy các tia nối với rốn phổi, có tình trạng hoại tử thành hai trong lòng của khối u, rồi có tình trạng u nó di căn vào trong hạch trung thất làm cho rốn phổi nó phồng ra, phần trung thất trên nó giãn rộng, ngã ba khí phế quản nó giãn rộng. Rồi di căn vào màng phổi thì biểu hiện tình trạng tràn dịch màng phổi, và di căn về xương thì chúng ta có thể trên phim X quang chúng ta sẽ được tình trạng là tiêu cái xương sườn của bệnh nhân vân vân. Rồi các cái xét nghiệm về cận lâm sàng khác như chụp phế quản cản quang, rồi chụp CT scanner và chụp PET CT, chụp mạch máu phổi, chụp trung thất, nội soi trung thất, chụp thực quản, soi thực quản, siêu âm nội soi sinh thiết xuyên thành vân vân, thì chúng ta sẽ có được một cái bằng chứng để chúng ta có thể chẩn đoán được cái ung thư phế quản phổi. Thế thì việc chẩn đoán ung thư phế quản phổi nó dựa vào tiền sử bệnh sử của người bệnh, về các cái triệu chứng khi chúng ta thu thập được khi khám thực thể và dựa vào các xét nghiệm về cận lâm sàng, phân tích các đặc điểm khối u trên X quang CT ngực, nội soi phế quản sinh thiết, các u hạch, hoặc là thông qua việc vấn đề chúng ta mở ngực hoặc chúng ta nội soi sinh thiết, chúng ta sẽ chẩn đoán được một cái bệnh lý của ung thư phế quản phổi. Về chẩn đoán phân biệt là chúng ta phân biệt với những cái tình trạng viêm nhiễm ở phổi, những cái khối u mà trung thất,
hoặc là những khối u mà nó thứ phát từ các nơi đến, hoặc là những khối u mà lành tính của phổi. Bây giờ về vấn đề điều trị thì đây là một cái phần mà hết sức là quan trọng đối với cái đối tượng là Y6 của chúng ta. Thì vấn đề điều trị thì như thế nào? Thì việc điều trị ung thư phế quản phổi là một điều trị đa mô thức, có nghĩa là nó phối hợp gồm rất là nhiều các phương pháp với nhau để mà giúp cho vấn đề là chúng ta điều trị hiệu quả được bệnh. Thì các phương pháp điều trị nó bao gồm là điều trị về mặt phẫu thuật này, điều trị về mặt hóa trị này, điều trị xạ trị này, điều trị miễn dịch này, đó, điều trị miễn dịch, điều trị đích, vân vân. Thì trong đó thì phẫu thuật là nó chiếm cái vị trí hàng đầu. Tuy nhiên cái việc thực hiện cái chỉ định phẫu thuật nó cũng tùy thuộc vào cái từng đối tượng của bệnh nhân, từng cái giai đoạn của bệnh nhân. Thế thì chúng ta phải biết được cách là chẩn đoán được cái giai đoạn của bệnh, chẩn đoán được cái tình trạng thể trạng của bệnh như thế nào để chúng ta có thể áp dụng được các phương pháp điều trị cho nó phù hợp với từng đối tượng cá thể của người bệnh. Thì đầu tiên đó là phẫu thuật. Thì việc chỉ định phẫu thuật nó được chỉ định trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái giai đoạn bệnh từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3A. Đó là cái chỉ định mà nó gọi là chúng ta có thể mổ xẻ được, có thể mang lại được cái hiệu quả về mặt tỷ lệ sống còn cho người bệnh. Thì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân ở giai đoạn 3B, giai đoạn 4B rồi thì đây là một cái chống chỉ định tương đối đối với là điều trị phẫu thuật. Hiện nay thì do cái sự phát triển của các hóa chất hóa trị, điều trị miễn dịch, điều trị đích, vân vân, thì những cái giai đoạn mà muộn á thì cũng có thể người ta sẽ tiếp cận về mặt phẫu thuật, rồi sau đó người ta sẽ phối hợp các phương pháp điều trị khác để mà điều trị. Tuy nhiên nếu như mà riêng rẽ về mặt cái điều trị phẫu thuật thì đối với những cái giai đoạn này thì hắn sẽ vượt qua cái chỉ định về điều trị phẫu thuật. Thì đối với những trường hợp mà ung thư phổi mà tế bào nhỏ thì chủ yếu đó là điều trị hóa chất và điều trị về tia xạ. Thì nó không có chỉ định trong cái điều trị về phẫu thuật. Thì hắn đây là một cái gọi là chống chỉ định của điều trị phẫu thuật. Như vậy đối với trường hợp ung thư tế bào nhỏ thì thường là người ta không có điều trị về phẫu thuật. Tuy nhiên là việc chẩn đoán thế nào là ung thư tế bào nhỏ và ung thư không phải tế bào nhỏ trước mổ là một điều hết sức là rất là khó khăn. Đối với những trường hợp mà ung thư tế bào nhỏ nhưng mà nó nằm ở vùng ngoại vi, chiếm 10% trong số các cái bệnh nhân bị ung thư phổi mà tế bào nhỏ, thì trong những trường hợp đó khi chúng ta điều trị phẫu thuật xong, chúng ta mổ ra cắt bỏ ra xong xuôi rồi thì khi đó chúng ta mới phát hiện được cái tế bào hay là tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ, thì khi đó là chúng ta đã chỉ định rồi. Thì đối với những trường hợp ung thư phổi mà không tế bào, tức là tế bào nhỏ mà nằm ở ngoài ngoại vi, thì chúng ta cũng có thể là can thiệp được về mặt ngoại khoa. Thì đây cũng là một cái chấn chống chỉ định mang tính là tương đối đối với lại cái chỉ định điều trị phẫu thuật. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân có chức năng phổi kém, có bệnh lý tim mạch nặng, hoặc là những bệnh nhân già yếu không thể thực hiện được phẫu thuật, thì cũng là một cái chống chỉ định đối với điều trị phẫu thuật. Tuy nhiên hiện nay thì cái phẫu thuật nội soi, những cái phẫu thuật mà gọi là cắt bỏ một cách là hạn chế, xâm nhập lọc nhập tối thiểu vân vân, thì cũng có thể chỉ định được đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà có những cái chức năng phổi kém, tim mạch, rồi bệnh nhân già yếu vân vân. Tuy nhiên thì cũng rất là ảnh hưởng để chúng ta áp dụng. Cho nên thì đây cũng là một cái chống chỉ định mang tính tương đối. Nói chung là chống chỉ định thì nó chỉ có mang tính tương đối chứ không phải hoàn toàn là tuyệt đối. Nó cũng tùy thuộc vào cái vấn đề là cái cơ sở điều trị, tùy thuộc vào cái trình độ của phẫu thuật viên, vân vân. Sự trang bị thiết bị của cái cơ sở điều trị đó như thế nào mà chúng ta có thể chỉ định được cái vấn đề là điều trị cho nó hợp lý tại từng người bệnh. Về các phương pháp mà mổ thì có bao gồm là cắt bỏ triệt để, là chúng ta sẽ cắt bỏ phổi, cắt bỏ thùy phổi mà chúng ta kèm nạo vết hạch trung thế trung thắt, tức là gọi là phẫu thuật triệt để. Rồi cắt bỏ hạn chế là chúng ta chỉ cắt bỏ một thùy kèm, chúng ta lấy bỏ một số hạch nghi ngờ thôi. Cắt bỏ tiết kiệm là chúng ta cắt bỏ một phân thùy hoặc một thùy kèm cắt phế quản rồi chúng ta khâu lại. Rồi cắt bỏ tạm thời là chỉ lấy tổn thương là chính. Còn về các đường mổ thì có thể là đường mổ là đường mổ là mổ hở, thì có đường mổ trước bay, đường mổ ngực bay, rồi đường mổ sau bay, vân vân, là ba đường mổ chính yếu để thực hiện vấn đề là phẫu thuật trong cái ung thư phế quản phổi. Nhưng mà cái đường mổ mà coi như là nó thuận tiện nhất mà có thể tiếp cận và xử lý tốt nhất các cái tổn thương đó là cái đường mổ sau bay, là cái này thì mấy em phải hết sức là lưu ý đối với cái vấn đề này. Đây là cái hình ảnh của một cái phẫu thuật mổ mở
của một ung thư phế quản phổi. Đây là một hình ảnh khối u ở cái thùy trên của phổi bên 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 trái. Thì cái trường hợp này thì có chẩn đoán gián biệt với lại cái u trung thất trước mà nó lệch vào phía bên trái. Tuy nhiên thực sự đó là một cái khối u của thùy trên của phổi bên trái, và sau khi mà mở ngực ra thì chúng ta thấy là cái khối u này nằm ở thùy trên phổi trái mà nó áp sát vào cái trung thất trước, và sẽ được mổ cắt cái thùy trên phổi bên trái kèm với nạo vét hạch trung thất ở phía bên trái. Đây là hình ảnh sau mổ. Hình ảnh sau mổ đây là cái phổi lấy ra và đây là các cái nhóm hạch đã được lấy ra. Rồi hiện nay thì cái phẫu thuật nội soi nó đóng một cái vai trò cũng khá là lớn trong cái điều trị phẫu thuật của bệnh lý ung thư phế quản phổi. Nó được chỉ định cho những cái trường hợp bệnh nhân bị ung thư phế quản phổi mà còn mổ được. Tuy nhiên là cái vấn đề là nó hiệu quả tốt nhất đối với những cái trường hợp mà ung thư phế quản phổi mà giai đoạn sớm, giai đoạn 2 trở lại. Còn giai đoạn 3 này kêu ông Phân, thì chúng ta mặc dù chúng ta có thể mổ được, cắt được thùy phổi của bệnh nhân, tuy nhiên vấn đề nạo vét hạch nói chung nó còn rất là nhiều hạn chế đối với lại phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên đối với những cái phẫu thuật viên có kinh nghiệm cái này cái kia vân vân thì mổ rất là nhiều thì cũng có thể là việc nạo vét hạch nó cũng đạt được một cái kết quả nào đó cho người bệnh. Tuy nhiên thì về cái hạn chế của cái phẫu thuật nội soi là vấn đề nạo vét hạch, cho nên là chỉ định chủ yếu trong những cái trường hợp mà gọi là ung thư phế quản phổi mà giai đoạn sớm. Thì đây là một cái video phẫu thuật mà đã được thực hiện tại cái bệnh viện Đà Nẵng trong cái thời gian và vừa qua. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đặt các cái troca qua cái thành ngực, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành là phẫu tích cái thùy phổi mà có cái khối u đó. Thì đây là một cái trường hợp mà u ở thùy trên của cái phổi bên trái của người bệnh, và đây là cái quá trình chúng ta phẫu tích cắt bỏ cái màng phổi trung thất để bộc lộ các cái thành phần của cái trống phổi. Và như em thấy là đây cái hình ảnh này là phẫu tích bộc lộ cái tĩnh mạch thùy trên của phổi phía bên trái, và sau khi chúng ta phẫu tích ra thì sử dụng stapler mạch máu để chúng ta cắt bỏ cái tĩnh mạch này. Rồi sau khi cắt bỏ được cái tĩnh mạch của thùy trên của phổi bên trái thì chúng ta đi qua vấn đề là phẫu tích bộc lộ các cái nhánh động mạch phổi chi phối cho cái thùy trên của phổi bên trái. Thì đây là các cái nhánh động mạch phổi mà nó chi phối cho cái phần lưỡi của cái thùy trên phổi trái. Sau khi đã phẫu tích thì chúng ta sử dụng stapler để cắt bỏ các cái nhánh này. Thế thì bây giờ trong cái phẫu thuật mà ung thư phế quản phổi á, thì thường là người ta nói là coi như cắt bỏ tĩnh mạch trước hay là cắt bỏ động mạch trước. Thì về cái yếu tố về mặt ung thư học á, thì người ta thường là cắt bỏ tĩnh mạch trước để tránh tình trạng các cái tế bào ung thư trong quá trình mà chúng ta di chuyển cái phần phổi mà có khối u, thì khả năng nó sẽ tách ra khỏi cái khối u mẹ và nó sẽ đi vào trong tĩnh mạch và nó vào trong cái đại mạch trước để mà chặn đường quản lý các thành phần khác. Sau khi cắt bỏ tất cả các cái nhánh động mạch của cái thùy trên của phổi trái thì chúng ta phẫu tích và cắt bỏ cái phế quản của thùy trên của phổi trái, phế quản thùy trên của phổi trái. Thì trên phổi tái hoàn toàn nó được cắt rời. Sau khi lập tế thì trên phổi trái qua một bên thì chúng ta thấy các thành phần của rốn phổi, các cái mỏm cắt của rốn phổi tiếp tục làm một cái bước nữa là chúng ta nạo vét các của trung thất.
Một phương pháp điều trị thứ hai đó là điều trị tia xạ. Đạo là nó quá và giống như điều trị xạ, hoặc là những cái trường hợp chúng ta phẫu thuật nhưng mà nó cũng còn cái tồn lưu cái khối u, hoặc là những cái trường hợp mà phẫu thế nào lấy bỏ hết được thì chúng ta cũng có chỉ định để điều trị cái tia xạ sau mổ, hoặc là những cái trường hợp mà khối u chúng ta quá to chúng ta phải điều trị tia xạ trước cho nó nhỏ lại thì nó đạt được cái hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên cái vấn đề điều trị tia xạ thì được phải được áp dụng cho những trường hợp bệnh nhân có thể trạng tốt, chứ còn đối với trường hợp bệnh nhân mà thể trạng nó gầy yếu già yếu quá, thể trạng quá kém thì chung việc điều trị tia xạ nên được thực hiện với mô phỏng của 3D hoặc là gì chúng ta khu trú vào cái vị trí cái khối u, những cái hạch di cấu hoặc là các khối u di căn khác mà từ khối u nguyên phát ban đầu để chúng ta hạn chế được cái tác dụng phụ nó làm tiêu nó làm hủy ảnh hưởng gây độc đối với các cái tế bào. Xạ trị thì chúng ta có thể xạ trị trước mổ để giảm giai đoạn, hoặc là xạ trị sau để phối hợp, hoặc là chúng ta có thể xạ trị đơn thuần do mà cái vấn đề là chỉ định các phương pháp điều trị khác nó không được đặt ra trong bệnh nhân. Về điều trị hóa chất với điều trị xạ trị để cùng giải quyết cho cái tình trạng bệnh của người bệnh. Về việc đường dùng của cái hóa chất thì có thể sử dụng bằng đường tĩnh mạch hoặc có thể bằng đường uống, và chỉ ý định liều thấp đối với những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi và thể trạng kém. Về các hóa chất mà được sử dụng đó là carboplatin, cisplatin, cyclophosphamide vân vân. Về điều trị miễn dịch thì áp dụng những cái phương pháp điều trị miễn dịch thì các chất như là BCR, vamisol vân vân, thì đây là một phương pháp điều trị mới có hiệu quả cao trong những cái trường hợp mà ung thư phổi đã di căn đi xa. Tuy nhiên là đây là một cái phương pháp mà nó đắt tiền, cho nên cái việc ứng dụng của nó cũng còn rất là hạn chế. Về cái điều trị đích thì đây là một cái phát hiện một cái phương pháp điều trị mà mới trong cái thời gian nói chung là cũng trong một thập niên gần đây. Thì cái điều trị đích được áp dụng cho những cái trường hợp mà bệnh nhân có đột biến EGFR mà nó nhạy 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 cảm với loại thuốc. Thì bệnh nhân sau khi mà mổ ra chúng ta đem khối u đó và chúng ta xét nghiệm về cái đột biến gen EGFR là cái yếu tố phát triển mô, thì sau đó thì nếu như mà có cái đột biến gen này và nhạy cảm với loại thuốc gì thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại thuốc đích đó để điều trị. Về cái hiệu quả điều trị cao được áp dụng cho những bệnh nhân thể trạng kém, lớn tuổi hoặc là đã có tình trạng nó di căn cái này cái kia thì chúng ta áp dụng cho cái điều trị đích đối với người bệnh. Về cái tác dụng của điều trị đích thì nó tác dụng ít điều trị, và các cái thuốc mà được sử dụng hiện nay đó là Grafenic, Afatinib, Osimertinib và Erlotinib vân vân. Thì đối với cái đột biến gen thì nó thường gặp ở những cái người chủng tộc là châu Á, ở phụ nữ hoặc là những bệnh nhân mà không có cái hút thuốc lá, tiền sử hút thuốc lá hoặc là giải phẫu bệnh đề cao biểu mô tuyến thì người ta thường gặp là có đột biến gen, và sau đó thì áp dụng phương pháp điều trị đích đối với những cái đối tượng bệnh nhân này. Về tiên lượng thì tùy thuộc vào giai đoạn, thời gian sống trên 5 năm thì 10% nếu như mà chúng ta cắt bỏ được khối u và nạo vét được hạch. Về đối với những trường hợp mà ung thư đã di căn hạch và di căn theo đường mạch máu đến các cơ quan khác thì nói chung thời gian sống rất là ngắn, khoảng 6 tháng cho đến 1 năm vân vân. Thì trên đây là toàn bộ cái nội dung của bài ung thư phổi dành cho đối tượng là sinh viên Y6 mà thầy đã vừa trình bày với lại các em. Thì có những cái vấn đề gì mà các em không hiểu cần phải làm rõ thêm thì có thể đặt những câu hỏi để thầy có thể trao đổi cùng với các em để làm rõ thêm được cái bài này, để giúp chúng ta có thể nắm vững được kiến thức, giúp cho quá trình thực hành sau này và trong thi cử vân vân. Rồi các em có câu hỏi gì không? Dạ dạ thầy.
Dạ thưa thầy ạ. Nói đi. Dạ thầy dám hỏi là trong bài giảng của thầy có đề cập là các phương pháp mổ, như là phương pháp mổ triệt để, hạn chế, tiết kiệm, thì mình lựa chọn phương pháp nào, là dựa vào cái tiêu chí nào ạ? Bây giờ tất cả các phương pháp mổ mà triệt để hạn chế tiết kiệm thì nó dựa vào cái giai đoạn của bệnh nhân. Đó. Cái này phải dựa vào giai đoạn, ví dụ giai đoạn sớm thì chúng ta sẽ mổ nó sẽ triệt để hơn. Chúng ta sẽ cắt bỏ được cái thùy phổi kèm theo khối u cũng như thành nạo vét được hạch một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên nếu như mà rơi vào giai đoạn muộn đi, ví dụ giai đoạn 3A này kia vân vân, thì nói chung là việc mà chúng ta cắt bỏ mà nạo vét hạch nó không thể khả thi được nữa, thì khi đó chúng ta sẽ có thể là cắt bỏ tiết kiệm, cắt bỏ hạn chế cái này vân vân. Hoặc là những trường hợp bệnh nhân ung thư mà trên trên một bệnh nhân là quá già, phổi của bệnh nhân về cái về chức năng hấp nó dễ bị đe dọa, nếu như chúng ta phẫu thuật nó rộng rãi ra cắt bỏ một thùy, hồi bệnh nhân sau mổ sẽ không thở được, thế thì chúng ta phải cắt bỏ một cái hạt phân thùy ở này kia. Hoặc là những trường hợp mà khối u mà ở giai đoạn sớm nó chỉ mới gọi là những cái bóng kính mờ vân vân, thì vấn đề chúng ta đặt ra là sẽ cắt cái hạt phân thùy này kia, thế thì nó sẽ dựa vào cái giai đoạn của bệnh nhân là chủ yếu. Mà giai đoạn đó là gì? Giai đoạn đó là TNM và phiên của cái giai đoạn là 1, 2, 3, 4, cái này cái kia. Như vậy cái vấn đề này em phải nắm vững được cái TNM và nắm vững được cái phiên qua cái giai đoạn 1, 2, 3 để chúng ta sẽ áp dụng kèm với lại cái tình trạng thể trạng của bệnh nhân. Chúng ta sẽ quyết định được là trong cái trường hợp này là chúng ta mổ triệt để, cắt bỏ thùy phổi, nạo vét hạch được là chúng ta tiến hành. Hoặc là những trường hợp này chúng ta chỉ có thể là cắt phổi hạn chế, tránh cắt phổi quá nhiều để gây nên trường hợp suy hấp của người bệnh. Hoặc những cái trường hợp chúng ta chỉ có thể cắt bỏ tiết kiệm hoặc cái này cái kia, hoặc là chúng ta trường hợp này chúng ta chỉ có sinh thiết để chẩn đoán như kia, thì nó dựa vào cái vấn đề là cái phân chia giai đoạn tên em được chưa. Dạ thầy, cho em hỏi thêm là đối với cái ung thư phổi tế bào nhỏ thì điều trị hóa trị thì có đáp ứng tốt không thầy? Ồ, cái này thì tức đã mức tốt, thì đối với những cái trường hợp mà phát hiện ung thư phổi tế bào nhỏ sau đó là người ta sử dụng hóa chất thì sau một thời gian thì cái khối u nó bay. Tuy nhiên cái vấn đề là đột biến này cái kia nó sẽ kháng thuốc này kia rất là phức tạp, nên là ví dụ trong cái thời gian mà ví dụ như tiên lượng mà trong cái gọi là kết quả sớm sau mổ sau khi mà điều trị ấy, thì rất là hiệu quả, nhưng mà về sau thì nó cũng 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 khá là nhiều cái cam go, cho nên nhưng mà có cái là hóa chất nó sẽ đáp ứng được với điều trị, tức là những cái trường hợp mà ung thư phổi tế bào nhỏ thì uống vô nó sẽ rất là đáp ứng, nhưng mà cái tiên lượng lâu dài thì cũng rất là khó. Thì cái này thì mấy thầy bên chỗ mà ung thư là sẽ giải, nói chung là nó sẽ giải thích cho các em rõ ràng hơn. Chứ còn trong cái lĩnh vực về cái ung thư mà phổi mà tế bào nhỏ này thì nói chung là thầy không có điều trị về mặt hóa chất, cho nên cũng không thể là trả lời một cách chính xác được cái vấn đề là cái hiệu quả điều trị đối với cái loại cái tế bào này. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi tiếp theo đi em. Dạ thầy có bạn hỏi là đối với phân loại TNM lần thứ 8 đối với giai đoạn T1 AMI thì xác định kích thước như thế nào, và trên cận lâm sàng thì có phát hiện được ra không ạ? Rồi bây giờ chờ cái chỗ mà phân chia giai đoạn lần thứ 8 đi nè. Cái này nói chung là cực kỳ rất là vấn đề là lý thuyết là như vậy, là T1 A MI tức là minimally invasive carcinoma, thì bây giờ T1 A là nhỏ bằng 1 cm, nhưng mà T1 A này là nói chung là khi mà mấy em biết là khi chúng ta mổ ra rồi là chúng ta đem cái khối nó đi giải phẫu bệnh lý khối giải phẫu bệnh lý, thì nói chung là các bác sĩ bên giải phẫu bệnh lý thì người ta đọc là ví dụ như chẳng hạn 0,3 cm, 0,5 cm cái này cái kia, thì người ta kích thước thì người ta mới chẳng đoán là minimally invasive carcinoma. Giống như bên chỗ ung thư tuyến giáp và thể nhú rồi đó, là ví dụ như những cái khối u mà kích thước rất là nhỏ 0,2, 0,3, 0,5 cm, thường nó là dưới 0,5 cm, có nơi nó người ta nói là 0,8 cm thì người ta xếp vô dạng là gọi là ung thư, gọi là vi thể minimally carcinoma. Ví dụ như tuyến giáp đó là
mini, gọi là chi đó, micro carcinoma, cái này kia vân vân. Thì nói chung là kích thước rất là nhỏ, mà nói chung là trên các xét nghiệm về cận lâm sàng thì không khó có thể chúng ta đánh giá được là cái khối u nó là kích thước là bao nhiêu đâu. Ví dụ như những cái trường hợp khối u có kích thước như, nhưng mà có cái đây nè, là khi chúng ta chụp phim lên chúng ta thấy là ngoài cái khối u chính như vậy thì cái gọi là cái phần ngoại vi xung quanh của nó biểu hiện tình trạng mà nó kính mờ cái này kia hết tất cả mọi thứ ấy, thì nó làm cho cái hình ảnh mà gọi là ảo của khối u đó là nó tăng cao to, nó to lên. Chứ còn mà thực sự ra là hắn chỉ có là một cái nốt nhỏ thôi, và xung quanh là các cái hình ảnh mà gọi là bị gọi là cái hậu quả của khối u, nó tình trạng viêm những kính mờ xung quanh nó tạo thành một cái vùng xung quanh, còn cái khối u nó nằm lọt thỏm ở giữa như vậy. Thì trên cái phim chụp mà CT chỉ chúng ta chỉ phát hiện hình ảnh kính mờ, trong những cái trường hợp mình làm hết tất cả các xét nghiệm khác mà không phát hiện được là viêm nhiễm, không phát hiện được lao, không phát hiện được tia, rồi làm PET CT thấy cái hình ảnh nó tăng hoạt ở vùng ngay chỗ vị trí đó, thì nhiều hồi mổ ra xong xuôi đem cái khối u nó đi làm giải phẫu bệnh thì bác sĩ nói rằng đây là khối u về mặt vi thể, là thấy như vậy. Em có hiểu không? Dạ em hiểu ạ. Rồi tiếp đi em, các bạn khác đi. Dạ, thầy cho em hỏi là tức là sau khi mổ xong điều trị thì mình tức là mình cần nên theo theo dõi cái xét nghiệm gì về sau khoảng mình theo dõi trong khoảng bao nhiêu lâu thầy? Dạ. Với câu thứ hai là khoảng 2 tuần trước thì có bệnh nhân Nguyễn Phi 7 ở nội thần kinh chuyển qua theo dõi u đỉnh phổi mà có chèn ép đám rối thần kinh tay thầy, thì ổng kiểu như là trên X quang thấy có kiểu như nó có phá hủy cái cung xương sườn á, thì mình điều trị ông đó như thế nào thầy? Dạ em cảm ơn. À, cái câu đầu tiên là theo dõi sau sau mổ đúng không? Dạ. Bây giờ theo dõi sau mổ thì nói chung là theo dõi sau mổ thì sẽ dựa vào theo dõi vấn đề là chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ theo dõi, tức là dựa vào các marker cơ của khối u, chúng ta xét nghiệm máu theo dõi, chẳng hạn như ung thư phổi thì có SIPRA 21.1 NSA, hoặc là chúng ta theo dõi dựa vào cái dựa vào X quang, dựa vào CT, và chủ yếu là nó quan trọng đó là dựa vào PET CT để chúng ta có thể phát hiện được cái tình trạng nó tái phát cái này kia vân vân. Thì nói chung là chúng ta sẽ theo dõi dựa vào như vậy, dựa vào cái các cái marker, dựa vào cái hình ảnh học, mà chủ yếu là PET CT để chúng ta theo dõi thì mới mới có thể là chính xác được. Còn nói chung là còn X quang này kia CT vân vân thì nó khó được phát hiện được vấn đề là tái phát, hoặc là vấn đề là cái này cái kia vân vân, tổn lưu này kia vân vân, mà chủ yếu là PET-CT. Còn cái câu hỏi thứ hai ấy, mà cái bệnh nhân lên chỗ ngoại nội thần kinh mà chuyển qua cái này thì do cái micro đường truyền nó dở quá, cho nên cái câu này thầy cũng không nghe được em hỏi cái gì. Em lặp lại cái câu đó đi. Dạ, ý là khoảng 2 tuần trước thì có ở bên nội thần To kinh lên xí, có, to xí, to xí. dạ, ý là ở bên nội thần kinh chuyển qua có ông Nguyễn Phi 7, ông bị theo dõi u đỉnh phổi mà có chèn ép đám rối thần kinh cánh tay á thầy. Trong đứa trường hợp này trong cái trường hợp này thì ông này là ông u một cái đỉnh phổi là chèn ép đám rối cánh tay, gây nên gọi là hội chứng pancreatic ectopia, rồi ông bị đau rồi ông bị yếu cái cánh tay ở vùng đó, mà cái u vùng đỉnh phổi thì về mặt điều trị mà triệt để thì chúng ta không thể nào mổ xẻ cắt được cái khối u nữa, cũng không thể nào có thể là giải phóng cái đám rối thần kinh cánh tay nạo vét vùng đó, vì nó vượt quá cái giai đoạn để điều trị phẫu thuật. Thế thì chúng ta sẽ điều trị bằng cách là chúng ta nội soi màng phổi để chúng ta sinh thiết cái tổ chức của cái khối u đó. Sau khi chúng ta sinh thiết tổ chức khối u nó xong xuôi là chúng ta làm cái tế giải phẫu bệnh, rồi chúng ta xét nghiệm yếu tố tăng trưởng biểu mô cái này cái kia vân vân, thì chúng ta sẽ áp dụng bằng các cái phương pháp điều trị xạ trị và điều hóa trị rồi tích rồi chi vân vân cho bệnh nhân. Chứ còn về phương diện điều trị ngoại khoa thì nó vượt chỉ định về điều trị ngoại khoa. Em hiểu không? Dạ, em Rồi cảm tiếp theo. ơn.
Câu hỏi tiếp đi em. Thôi không còn câu hỏi gì nữa thì sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ làm việc cùng với các em về cái bệnh lý về cái bài ung thư phế quản phổi, việc chẩn đoán và điều trị, các phương pháp điều trị thì các em cũng đã đọc ra một số cái câu hỏi để làm rõ thêm về các cái nội dung ở trong bài giảng cũng như là một cái trường hợp lâm sàng để áp dụng vào cái thực tế của cái bài giảng vừa rồi. Thì nếu không có câu hỏi gì hết thì cái buổi học hôm nay là chấm dứt ngày hôm nay. Thì xuân xuân sắp tới rồi, Tết sắp đến rồi, cho nên là thầy cũng chúc các em là một cái mùa xuân là vui vẻ, đầy sức khỏe, và cũng hy vọng là sang năm 2022 tình hình dịch Covid-19 là được kiểm soát và ổn định, bệnh viện mở cửa cho các em thực tập trở lại, thì thầy trò sẽ lại gặp nhau. Thì khi đó chúng ta sẽ trao đổi các cái ca lâm sàng để chúng ta có được cái áp dụng kiến thức vào trong cái thực tế thực hành lâm sàng, để chúng ta có thể được có được một cái kiến thức tốt về vấn đề thực hành, để khi mà tốt nghiệp ra trường thì các em có thể trở thành một cái bác sĩ mà có thể là tham gia vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nó hiệu quả được. Dạ, lớp cảm ơn thầy ạ. Lớp qua năm mới thì lớp chúc thầy đón Tết vui vẻ và qua năm mới có nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc. Dạ, lớp cảm ơn thầy. Xin chân thành cảm ơn em nha. Thôi xin chào nha. Dạ, lớp chào thầy ạ. Rồi.